Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi, phụ kiện PCP, đồ ngụy trang săn bẫy. Trong clip hôm nay giới thiệu cho anh em về cái mũ ngụy trang mẫu mới mà shop mới nhập được. Đây. Mũ này hình thức nó là mũ tai bèo. Mũ tai bèo màu là màu ngụy trang lá khô. Đặc biệt thêm là nó có những cái tua đính như này. Tua đính ra ngoài. Là độ ngụy trang nó tốt, rất là tốt. Tốt cực kỳ luôn các bác nhé. Đây, hình ảnh thực tế thì như các bác đã nhìn đây rồi. Đây. Nền bằng vải kaki. Nền bằng vải kaki phẳng nhá. Vải kaki phẳng và đính được những cái lá tua này. Những lá tua này là lá tua vải. Đây, lá tua vải màu lá cây khô đính lên. Thì các bác đội đây này, dụ như tôi cũng chụp lên đầu như này. Mà con bổi từ trên nhìn xuống nhá. Từ trên nhìn xuống mà các bác đi rình, các bác đi săn bẫy đi rình thì ngụy trang rất là tốt. Và cái mũ này cũng là mát, mũ mát nhá. Dạng của nó là dạng tai bèo. Đấy. Hình ảnh các bác nhìn thấy đây rồi. Hình ảnh các bác thấy thực tế rồi nhé. 170.000 một cái, đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác. Nhưng các bác mua chung với món đồ khác thì các bác sẽ được giảm bớt 20.000, là khoảng 150. Thì là mũ ngụy trang nhé. Ngoài mũ ngụy trang ra thì còn rất là nhiều đồ khác. Các bác cập nhật thêm nhé. Như bên này, đôi giày ngụy trang mẫu rèn di đốm mẫu mới này, giày thấp cổ này, còn giày cao cổ như tôi đang đi đây này, quần áo ngụy trang, rèn di xanh đốm, rèn di xanh đốm đây cũng đã có cả những giới thiệu với các bác, hoặc là những cái quần tôi đang mặc này, rèn di xanh đốm. Mọi thông tin thì các bác alo trực tiếp với lại số điện thoại ở trên màn hình nhá. Hàng ship COD đi toàn quốc. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhá. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop. Các bác anh em là mới truy cập kênh hay là chưa đăng ký thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá. Và thấy sản phẩm đẹp, sản phẩm hay thì anh em vui lòng chia sẻ đường link tới các trang nhóm, các hội, tới cho anh em bạn bè cùng cập nhật để có được những sản phẩm đẹp, ngụy trang, phong cách. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau nhá.